dành cho tất cả toàn thể các quý vị, anh chị và các bạn trẻ thân thương. Và khi hai bên gia đình, hai nhà bố nọ cùng phát biểu trong buổi chiều tịch lễ ngày vui hôm nay, thì khi đó chú rể cùng với cô dâu còn đang ở bên ngoài. Và chờ khi sau ý kiến phát biểu của hai vị đại diện, chú rể của cô dâu đã đủ tiêu chuẩn để mang lễ vật trước hương đường tổ tiên gia đình cô dâu bên này để cùng làm lễ thắp hương bái nhất gia tiên. Và bây giờ đã trở về và có mặt tại chính quảng trường cưới trong buổi lễ vô quy của Văn Anh cùng với Trạng Đông chiều hôm nay, đó là buổi lễ tinh hôn. Và quý vị, chúng ta cùng hưởng ứng về sân khấu và cùng vui mừng dành tặng cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ trân trọng và kính mời hai người mẹ thân sinh cả chú rể của Phương Dâu sẽ cùng trở về với sân khấu. Trân trọng mời hai mẹ. Dạ, chúng tôi thấy quý vị thân mến, có lẽ trong ngày vui hôm nay thì gia đình và nhà gái cũng muốn cảm ơn tới gia đình và nhà trai với những mâm lễ đủ đầy mà gia đình và nhà trai đã mang sang bên nhà gái. Thì một phần lễ lại mặt mà gia đình và nhà gái muốn gửi gắm tới gia đình và nhà trai. Và cả hai bên gia đình chúng ta cùng chung tay để cùng xây đắp, cùng vun vén cho hạnh phúc của Vân Anh cùng với Trạng Đông. Thì ngày hôm nay chúng tôi trân trọng hai người mẹ sẽ cùng trở sân khấu và cùng trao bên nhau phần lễ lại mặt. Trân trọng kính mời hai mẹ. Và trân trọng kính mời chị sẽ đưa lễ cho Bảo Huyền sẽ cùng trao lễ lại mặt cho bà Thái cho ngày hạnh phúc trăng năm. Quý vị ơi, vui mừng một chào có tay tâm lớn được không ạ? Và rất tuyệt vời, kính thưa tập thể quý vị thân mến. Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời bác Nguyễn Trách Hoán sẽ cùng tiến lên sân khấu trong ngày hôm nay ạ, cùng với bác Nguyễn Tân Dương ạ. Và buổi chiều dịch lễ, và buổi lễ kết hôn của chú rể cùng với cô dâu đã diễn ra thành công tốt đẹp và viên mãn. Đó đây là sự hiện diện cao quý của các cụ, các ông, các bà. Quý vị, anh chị và các bạn trẻ, chúng ta đã và đang có mặt tại tư gia của gia đình họ nhà gái trong ngày vui hôm nay. Và còn rất nhiều những chương trình tiếp theo mà quý vị chúng ta sẽ được ghi nhận lại tại tư gia của gia đình họ nhà gái trong ngày mai. Khi buổi lễ tân hôn của chú rể cùng với cô dâu. Kính thưa tất cả quý vị, và trước khi chưa mai phái đoàn của gia đình và đại trai và trở sang bên đại gái để cùng đón cô dâu Văn Anh để trở lại với trung tâm tiệc cưới của gia đình nhà đại trai cùng long trọng tổ chức hôn lễ tại tư gia của gia đình đại trai, thì ngay lúc này chúng tôi sẽ ghi nhận một ý kiến phát biểu lời cảm ơn đến từ đại diện của gia đình và nhà trai cũng như là thầy bố thân sinh đang chú rể Trạng Đông. Trân trọng kính mời lời phát biểu cảm ơn của bác bố Trạng Đông. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, nam nữ, thanh niên của hai cháu, tôi thì đại diện cho đoàn nhà trai xin chân thành cảm ơn gia đình họ nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, chú đáo. Và để cho chuẩn bị công việc của ngày mai cho thành công tốt đẹp, thì bây giờ rất hai bên cũng đã thống nhất, thì tôi cũng có lời chúc sức khỏe các cô, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em nam thanh niên, lời chúc sức khỏe, xin chân thành cảm ơn. Quý vị vừa đến với lời phát biểu cảm ơn của người bố thân sinh ra chú rể Trạng Đông trong ngày hôm nay. Và lời phát biểu của bác cũng đón nhận những tình cảm mà toàn thể các quý vị chúng ta đã trở về và có mặt tại tư gia của gia đình trong ngày vui hôm nay.
Và sau đây đó là lời phát biểu cảm ơn đến từ vị đại diện của gia đình và nhà gái, và chú Tân Sương. Chắc chắn các bác sẽ có ý kiến cảm ơn đến tập thể quý vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của nhóm họ của hai gia đình, cũng như là toàn thể bạn bè, những thanh niên của hai cháu Vân Anh và Cao Đông, là đại diện gia đình và nhà gái, tôi xin cảm ơn gia đình và nhà trai đã sắm sửa lễ nghi đến với gia đình họ nhà gái chúng tôi, cũng là rất chú đáo. Khi mà chúng đoàn đi tham dự cái lễ ly hôn của hôm nay của phái đoàn nhà trai đầy đủ thành phần, thì thay mặt gia đình họ nhà gái chúng tôi xin cảm ơn gia đình họ nhà trai, thế và xin chúc gia đình và nhà trai cũng như là các cụ, các ông, các bà tham dự buổi lễ hôm nay sức khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị vừa lắng nghe bài phát biểu cảm ơn đến từ đại diện của gia đình nhà gái và chú Tân Dương trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và tất cả những thủ tục trong buổi lễ ly hôn trong ngày hôm nay đã được diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp. Đó là nhờ sự hiện diện cao quý của các cụ, các ông, các bà, quý vị, anh chị và các bạn chúng ta cùng trở về trong buổi lễ ly hôn ngày vui hôm nay. Và trước khi những người làm chứng chúng tôi bế mạc buổi lễ ly hôn tại đây, thì xin tất cả nhân vật đặc biệt ở trên sân khấu cùng dành một cái cúi chào thật sâu để cảm ơn toàn thể quý vị. Và xin quý vị một chào tay tăng lớn để những người làm chứng xin phép được bế mạc buổi lễ ly hôn của Vân Anh cùng với Trọng Đông tại đây. Và sau đây xin chào kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở ra ngoài tổng hoa, cùng trao cho nhau những ánh mắt nụ cười thân thương và những cái bắt tay thật chặt trong ngày phút trăm năm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong buổi trưa ngày mai. Thì tất cả các quý vị chúng ta sẽ trở về trong buổi lễ vui của chú rể cùng với cô dâu. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.